chỉ là một chia sẻ ngắn về chuyện đổ xe dưới hầm của tài khoản Facebook có tên Nguyễn Duy Hương, nhưng chừng đó cũng đủ tạo thành chủ đề thu hút nhiều bình luận từ phía dân mạng ngay khi vừa đăng tải. Câu chuyện được kể lại như thế này trong hội nhóm chuyên về ô tô, chả là chung cư em phân lốt đổ xe, mỗi lốt là chỉ có đúng xe đấy đổ vào. Hôm qua có một bác năm chơi nguyên hai lốt cho khách, nên em phải kiếm lốt khác đổ và nhẹ nhàng gửi bác tờ giấy góp ý. Hôm nay bác lại thẳng nhiên đổ như vậy. Thật sự cặn lời. Đi kèm với chia sẻ này là hai bức hình, một bức chụp nội dung mảnh giấy nhất và một bức chụp lại vị trí đổ xe. Hôm sau, chủ nhân chiếc xe vẫn lặp lại hành động tương tự. Khi để lại mảnh giấy nhắc một cách lịch sự, hãng tài khoản Duy Hương hy vọng người chủ chiếc xe sẽ ý thức được hành động của mình và sẽ cố gắng để ý đổ xe có văn minh hơn ở những lần sau. Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, anh đã nhận được câu trả lời phủ, chiếc xe vẫn đổ chiếm tới hai lốt xe. Nhiều người thắc mắc có thể chủ nhân chiếc xe này đã mua hai lốt nên mới đổ kiểu đó, tuy nhiên tài khoản Duy Hương cho biết lốt bên phải là của anh. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bức xúc với chủ nhân chiếc xe trong hình thì cũng có những ý kiến khuyên tài khoản Duy Hương nên tìm gặp ban quản lý tòa nhà để thông báo sự việc.